Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chùm ảnh chụp đám cưới của anh chàng anh cô gái cao hơn nửa mét. Dù chênh lệch về chiều cao, tuy nhiên cả hai đều cười vui lòng trong lễ rước dâu. Một fan ba dê đăng lên thông báo này chú thích, tình yêu không khoảng cách cả về địa lý lẫn chiều cao, cô dâu tỉnh Hòa Bình cao 1,94m, anh chú rể Hải Phòng đất cảng cao 1,4m, chúng ta đến với nhau bằng con tim yêu thương. Hình ảnh anh thông báo này lập tức hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng. Một số người bán tín bán nghi về sự việc kết đôi hiếm thấy này. Liên hệ với anh Đinh Thịnh, người chụp các tấm ảnh này, biết đám cưới bên trên diễn ra anh đâu ngày 6 tháng 10 vừa mới đây tại xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đất cảng. Ekip chụp ảnh của anh theo nhà trai đi từ Hải Phòng đất cảng đến Hòa Bình để đón dâu anh trở về anh đâu lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Cũng theo anh Thịnh, chú rể năm nay 25 tuổi, còn cô dâu tròn 21 tuổi.